Đây là chớm mình đi quăng cùng hả trời cho. Đi vô gì cùng trò chơi rồi tới khu gì nữa ta? Không, mà em xỉu anh vô cổ lỗ thành hả? Đi kiếm kho báu hơn má, đi vô từ đằng cuối xuống cái nó cái xỉu rớt cái giáp rồi kéo ra rồi. Trời ơi, vậy mà ra đi 18 lần liên ngục. 18 lần liên ngục có vô được đâu. Mua chiếc 70 ngàn máu vô thấy hai con ba treo vậy trời ơi, rồi đi ra luôn, hai mẹ con đi ra luôn, ngồi chờ má mọi đi đi. Đây là mấy cái gì không chưa? Mà nói là cái hồn chưa còn đi vô cổ nó thành cái nó hù cái cũng xỉu luôn rồi máu vô cái nó cắt thiệt tao thui cái nó đứt giữa rồi tới khu phố đi bộ đây trời ơi xỉu luôn kéo ra nữa kia hả mình chơi trò chơi xong đây nè một chút mình muốn ăn luôn là bước lại chơi giùm em rồi một chút mình vô quán đi ngồi đây nè ghê quá lưng ngồi đâu đó là chị kiếp ở đây ta đây, nói đi còn mới cái chẳng còn cái bà vậy luôn dưới cầu cái ở dưới cái nước đó ở dưới mấy con nó cắt đi mui rồi tôi có giữ cái bộ đồng hồ tôi là cái sắt gà đây vậy vậy có đồ chơi nó trời về lại cô ghét ý mẹ mày hồi nãy nhật mày đi cái đem đồ không à đem đồ cho nó đi bà nuôi con ngôn tháo rồi tao mệt à đi giờ chia du lịch giờ nó chơi đi giờ tới ngoài khu ngoài đây cái đây là ngoài đây là khu đây là nó nhiều rồi trong ê đưa con gấu đây con gấu chồng bi ôm mà con gấu rào đi rào còn nào đâu đi đây đồ chơi nhiều nhật nó sợ con nó chơi đây nó đủ thứ đồ chơi hết đi khu sơ thú rồi mà đỡ khu đây chơi nhiều quá mà tao cũng đi lên trên cái đáy đâu đi lên lỡ nó tuột rồi điện nó xuống sao mệt á cái đấy là đường dưới này đi lên trên là mình giục sợ dẫn con đi qua cái lên cái đáy cao qua tao tự người ta thấy ớt không cảm giác mạnh không trời sáng mà điện mà gớm quá giờ chịu ngang luôn á lên thẳng trên đáy xuống mà ai chịu nấu lên cao cả hai chân luôn dẫn mấy nhỏ lại ở đây cho nó coi đi được lại ở đây nè coi vô đây nè ngồi đây đạp gì là cô dừng được rồi còn gì mình hồi nãy viên đứng trăm đầu mày dí đi mẹ
Đi hồi đạp dịch ra không? Không, đi cái hồ đập nước là được. Cái gì? Đó đi cái hồ đập nước kìa. Ủa, bắn ngoài giờ lại mình lại khu mộng mua giấy cho nó đập vịt không? Cái gì? Đông quá đông. Ôi chị đấy giờ còn bà bánh mì đổ vào tao chắc. Giờ nó mua giấy mấy nữa, nó là nó điên gì? Ý nó phèn mình coi về điểm mà. Nó làm được cái đi lại ngồi rớt mát. Ông là thì từ từ đi chơi, từ đợi xíu. Ông đâu gì? Quay. Quá đông. Vui quá, gì bốn à. Anh ủi mình lần anh ơi, chơi vui quá gì bốn. Vui lắm cháu ơi, bữa nào xuống đây đi với dì bốn này, xuống đây Nam đi. Bữa nào chủ nhật xuống. Xuống ở khu âm thực rồi đây. Đi đem đồ đồ nhiều rồi mà giờ phải đặt bàn cho chị nó chớ đi đặt cái bàn hà đây. Gia đình con Út đi đâu ra mà chứ hả? Đi đặt nước không? Chết về chết vịt cái vịt. Không đi rồi cho vậy nó đi thằng đen đầu. Nước lọc là thấy hồ bỏ vô. Đấy, cái gì? Con kìa. Bỏ chung vô gương mày đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đánh đập anh dậy ông. Bỏ đây rửa sức đi. Lấy bỏ bánh mì vô đây là cái xong ấy. Bỏ vô đất đây. Hả? Mẹ con kênh nào đi giờ bến nào rồi? Bến ngựa hả? Rồi cha con ha. Chưa, giờ mới vô chưa đi mà. Cô đi đặt nước vịt kia không ngon nè. Khu du lịch Đại Nam. Rồi anh em bà xuống 50.000 treo xuống một đi. Rồi treo xuống bi đi xuống rồi đi cái khác không cho chống gì chống tiền rồi có chống tiền ấy lại đi ngọc kia đi kia. Ừ thì đi chẳng hết mắt giờ đâu ngốc dẫn mà bông viên khế đâu Vũ Vũ lại đi con lại đi anh mừng quá mừng anh chị. Đấy, khu đấy thấy chưa, quá rộng mà. Bữa nay ủi xuống đây à, mấy chị em đi nha, đi di rồi đi ngang. Đi đâm đồ nữa, coi con gì nữa. Nhà, thấy đâu nhà Vũ đi đâu rồi. Nó chị ra ngọn út kia bà phía ông đâu đằng kia ông chúc mà gọi nó đi nỉ đi ra ngoài đường đi cá mắt cha từ chơi rồi chơi nó thục chưa ông gọi nó cho nó tới đây rộng quá rộng mà có biết đi phải ấy lại chứ không được. Quận Hoàng Úc
Dạ ra táo kìa. Ở xe con Vũ nó bỏ ra trước anh à. Bà thấy đâu? Gọi tôi con nào đẩy xe cho ông Vũ thì bỏ xe đeo Vũ.